Xin chào các em học sinh khối 9. Nhân dịp đầu năm mới, thầy chúc các em sức và gia đình sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là các em học sinh lớp 9 ngày càng học giỏi hơn. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại động tác bổ trợ kỹ thuật phối hợp 4 giai đoạn của nhị cao kiểu hút qua. 4 giai đoạn đó gồm chạy đà, giảm nhảy trên không và tiếp đất. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện phần khởi động chung. Rồi, chúng ta khởi động. Đầu tiên chúng ta chống hông xoay cổ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Xoay khớp vai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Xoay khuỷu tay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, xoay cánh tay. 1 2 3 4 5 6 7. Thôi, ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, động tác lần. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, động tác bộ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, hai tay chống hông, xoay hông. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, hai chân chụm lại, xoay khớp gối. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, hai chân rộng bằng vai, xoay khớp gối từ ngoài vào trong. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, xoay cổ tay của chân. 1 2 3 4 5 6 7.
Thôi, đổi chân đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, tay này chạm mũi chân kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoạc nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, ta căng thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, đập chân trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, dập thân sát đất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ôn 4 giai đoạn của kỹ thuật nhảy cao kiểu quốc quan. Giai đoạn 1, chạy đà. Giai đoạn 2, giảm nhảy. Giai đoạn 3, trên không. Và giai đoạn 4, kiếp đất. Thì giai đoạn 1, chạy đà, tốc độ chạy đà là chạy 1, 2, 3. Hoặc là thì nhịp đà là nếu chúng ta chạy đà 5 bước thì cái nhịp đà là 1, 2, 3, 4, 5. À, còn 3 bước thì chúng ta sẽ chạy 1, 2, 3. Và 7 bước thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và 9 bước thì cũng như vậy. Còn giai đoạn 2, dậm nhảy. Lưu ý chúng ta dậm đúng vào chuyện dậm nhảy chúng ta đã xác định. Ở chuyện dậm nhảy thì lưu ý là góc độ chạy đà là góc 45, hướng chạy đà là hướng từ dưới chạy lên. Dậm từ gót chuyển sang nửa bàn chân và chúng ta bật. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn chân không, cố gắng làm sao chúng ta không chạm vào sàn và thẳng chân, cánh tay giữ thẳng ở trên cao. Giai đoạn thứ 4 là chúng ta tiếp đất. Khi chúng ta tiếp đất, chúng ta lưu ý là chúng ta hơi quỵ gối, hạ thấp trọng tâm, quỵ gối để giảm trọng lực, để giảm chấn thương cho chúng ta. Rồi, giờ sau này là thầy sẽ thực hiện lại 4 giai đoạn. À, đầu tiên là chúng ta sẽ xác định nhịp dậm nhảy. Rồi, thứ nhất xác định nhịp dậm nhảy. Đầu tiên chúng ta cắt cột một cánh tay, cắt cột hơn một tí xíu cũng được. À, cái thứ hai là một cánh tay cắt xà. Ví dụ mức xà đây, mức xà cao lên thì cái nhịp dậm nhảy chúng ta xa ra đây vậy. À, giờ ở đây mức dậm nhảy đây thì điểm dưới chân là nhịp dậm nhảy. Thầy sẽ xác định nhịp dậm nhảy. Rồi, cái thứ hai,
Khi có đạt được điểm nhẫn nhảy rồi, chúng ta sẽ xong đo đà, và góc độ đo đà là góc 45 độ. Thì đầu tiên ta đặt hai chân lọt lòng vào trong điểm nhẫn nhảy. Thứ nhất, tay thứ nhất ta đưa lên là góc 90. Tay thứ hai chúng ta sẽ chia ra lòng 2 và chúng ta sẽ ra góc 45 độ và định hướng một cái vị trí nào về phía trước mặt chúng ta. Sau đó tôi định hướng và chúng ta giữ và chạy trên một cái đường thẳng. Sau đó chúng ta đo đà một, cũng đó là một bước chạy cũng bằng hai bước đi thường. Bữa nay chúng ta thực hiện đà 3 bước và sau đó này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi chúng ta sẽ đánh nhau. Rồi thầy sẽ đặt chân chơi sau ha. Sau đó chúng ta thực hiện động tác chạy đà là như vậy, chân cao tập lúc nãy 4 giai đoạn luôn liên tục. Rồi 1, 2 đặt hơi khỉ gối thấp người ha, để giảm bớt trọng lượng cơ thể đã an toàn cho bản thân. Rồi đầu tiên thì chúng ta lên thì chúng ta ai thuận chân trái thì qua bên phải, ai thuận chân phải thì qua bên trái. Ví dụ thầy thuận chân trái thì thầy qua bên tay phải từ bên đây ha. Ai những bạn nào thuận chân trái thì qua bên phải. Thì ví dụ hồi nãy thầy đã đo đà thầy là thuận chân như phải đúng không? Giờ chúng ta sẽ đo đà bên trái tương tự. Rồi đầu tiên một tay cách cột hơn một tí xíu, sau đó một tay cách sàn, điểm dưới chân là điểm dâm nhảy. Rồi sau đó chúng ta sẽ định hướng góc để đạt 90 đi ra bên lòng. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi sau đó thầy sẽ đặt chân lộn phía sau ha, chạy đặt chân là phía sau ta bên phải 1, 2, 3. Ở công tác này thầy thiếu gì các em? Thiếu khủy gối xuống đúng không? Thì chúng ta sẽ khủy thấp gối thấp xuống nha, để giảm bớt cũng tâm cũng cơ thể trọng lượng của ta. Rồi thực hiện. Rồi ví dụ ở nhà chúng ta không có nệm để mà an toàn thì chúng ta sẽ thực hiện động tác hạ thấp mức xà xuống, ta để như không và thấp xuống. Rồi sau đó chúng ta cũng xác định điểm dâm nhảy. Xác định điểm dâm nhảy xong, sau đó chúng ta sẽ đó là luôn 1, 2 là một bước chạy chúng ta chạy một cái 1, 2 chúng ta chạy một cái 1, 2 chúng ta chạy một cái đó là chúng ta chạy một cái 2 chạy 1, 2, 3 dẫn bánh tay lên động tác bước qua, sau đó quỷ đốt xuống. Đó là chúng ta thực hiện động tác ở nhà ha. Ta thực hiện động tác ở nhà 5 tới 10 lần rồi chúng ta thành một chạy thành một. Lúc đầu thì chúng ta sẽ đi cho nó quen ha. Đi 1, 2, 3 thì gói ngồi xuống ha. Sau đó chúng ta có thể là xong, chúng ta không còn nhẹ nữa thì chúng ta bước qua, rồi sau đó chúng ta bị gói thôi. Nhẹ nhàng vậy thôi ha. Rồi lưu ý ở nhà các em cố gắng thực hiện 5 tới 10 lần cho càng thuần thục tốt. Sau phần
tập luyện này, thầy sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm, các em thực hiện trả lời và gửi lại cho thầy. Rồi chúc các em thành công.